chuyển hóa từ màu vàng sẽ giúp nó xanh hơn trở lại, dạ, phục hồi lại như được lúc ban đầu. Dạ, đó là cái giải pháp. Dạ, xin kính chào quý con. Hiện tại Chí đang có mặt tại ruộng lúa ở Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Và cái ruộng lúa Chí đang đứng đây đang gặp cái tình trạng là đạo ôn tấn công. Hiện nay là đạo ôn trên cái ruộng này là xuất hiện là toàn bộ, hầu như là trên các mặt ruộng đều có. Không chỉ cái ruộng này và những ruộng xung quanh đều có sự xuất hiện. Cái tác nhân chính mà gây nên cái bệnh đạo ôn này là do nấm gây ra. Điều kiện mà để nấm phát triển, thứ nhất là về thời tiết, nắng mưa thất thường, độ ẩm không khí cao. Thứ hai, khi bà con xả dày cũng tạo điều kiện cho nấm phát triển. Và đặc biệt là quý bà con bón thừa phân đạm. Thì khi mà phân đạm mà đã thừa thì nó là một nguồn dinh dưỡng để những con nấm này nó ăn và nó sinh sôi cũng như là phát triển. Thì đối với cái bệnh đạo ôn này á, quý bà con khi mà đi hâm đồng sẽ thấy là ban đầu nó chỉ là một vết chấm nhỏ như là một cái vết chích của cây kim của mình á. Dần dần nó sẽ lan ra, biểu hiện một cái hình như là cái hình mắt én và có cái viền nâu vàng vàng như thế này. Nếu như quý con để lâu ngày không có cái biện pháp mà phun thuốc để trừ nó đó, thì các vết bệnh này phát triển lớn lên, chúng liên kết lại với nhau tạo thành một vết cháy khá là nặng. Thì nó có thể là cháy dẫn đến là toàn bộ lá của mình. Dạ. Thì khi mà cái lá của mình mà nó cháy hết thì nó không còn cái chức năng mà quang hợp để tổng hợp các chất dinh dưỡng để nuôi cây nữa. Thì cây lúa của mình bị suy. Rồi lâu ngày hơn nữa thì tình trạng mà suy cây kéo dài thì cây lúa của mình bị chết. Bà con không có biện pháp mà phòng trừ thì khi mà vết bệnh lây lan đều cả ruộng thì điều này là sao? Dẫn đến ruộng của mình mất năng suất. Thì hôm nay là Chí có mặt tại Gò Dầu để giới thiệu đến quý con một giải pháp đối với cái bệnh đạo ôn này. Khi mà quý con đi thăm đồng, khi mà phát hiện đạo ôn của mình xuất hiện với tình trạng là cũng nhiều rồi đó, thì quý con tiến hành phun ngay một cái sản phẩm là đạo ôn với cái thành phần là Chisirazone sẽ giúp mình là ngăn chặn các tế bào nấm phát triển. Điều này á, làm cho không có sự lây lan cái những cây lúa khác. Dạ. Khi mà quý con phun cái đạo ôn đó thì quý con nên kết hợp thêm một cái dòng sản phẩm là khuẩn sinh học. Tại vì sao phải kết hợp ạ? Tại vì khi mà cái bệnh đạo ôn mình gây hại rồi á, thì cái lá của mình nó đang bị vàng, nó giảm khả năng quang hợp rồi, nó bị yếu đó quý con. Thì mình sử dụng cái sản phẩm là khuẩn sinh học đó với cái thành phần đặc biệt giúp cây lúa của mình tái tạo lại cái bộ lá của mình, chuyển hóa từ màu vàng sẽ giúp nó xanh hơn trở lại. Dạ, phục hồi lại như được lúc ban đầu. Dạ, đó là cái giải pháp thứ nhất là sản phẩm đạo ôn, thứ hai là sản phẩm khuẩn sinh học. Thì quý con kết hợp giữa một sản phẩm gói và một chai như này thì kết hợp lại thì nó sẽ tăng cái tính hiệu quả quản lý tốt cái bệnh đạo ôn trên ruộng lúa của mình. Dạ, hiện nay thì sản phẩm có mặt trên hầu như là các vùng miền đều có. Thì quý con có thể ra những cửa hàng vật tư gần nhất để liên hệ để mua hai sản phẩm này. Dạ, nếu như quý con có quan tâm đến bộ giải pháp mà đặc trị cái bệnh đạo ôn này, quý bà con hãy để lại thông tin trực tiếp ở dưới phần bình luận thì sẽ có đội ngũ kỹ thuật của công ty Bảo Minh liên hệ đến và hỗ trợ. Dạ, xin cảm ơn quý con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý con ở video tiếp theo. Hân ái chào và hẹn gặp lại.